Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2021, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tổ chức khởi công dự án Vinhome Grand Park phân khu 3 tòa S1501 và S1505. Trong đó, tòa S1501 có quy mô gồm 2 tầng hầm, 25 tầng nổi và tòa S1505 có quy mô 2 tầng hầm và 39 tầng nổi. Tại dự án Hòa Bình là nhà thầu thi công móng, hầm thô và hoàn thiện cơ bản. Do công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bất động sản MV1 Việt Nam của Vingroup làm chủ đầu tư. Dự kiến hoàn thành và bàn giao vào tháng 6 năm 2023. Phân khu căn hộ The Miyako quy mô 13 block tọa lạc tại phân khu 3 của đại đô thị Vinhome Grand Park được phát triển bởi sự hợp tác giữa Vinhome và đối tác Mitsubishi với thiết kế phong cách Nhật. Bản The Miyako có tổng sản phẩm khoảng 9.500 căn hộ và 600 căn podium shophouse. Nhóm thông tin bất động sản alo căn hộ sg.com. Hãy like và theo dõi chúng mình nhé.